Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh kênh YouTube của xe máy Hồng Đức ạ. À. À, thì trong clip này à nhận sẽ cập cho các bạn về những cái phiên bản à, màu sơn mới của dòng xe Future. Thì à, trên màn hình các bạn đang xem chính là những cái phiên bản màu mới nhất tại cửa hàng, chẳng hạn như là phiên bản màu trắng xanh, phiên bản màu hồng ánh tím và phiên bản màu à, bạc của 2021 đã bảo mẫu. Thì à những màu này thì bên cửa hàng bên mình sẽ làm lại những cái phiên bản màu này và hiện tại các bạn mình thích những cái phiên bản màu khác thì các bạn mình có thể là inbox cho nhận để có thể là gọi cho các bạn cũng hay là có thể là gửi những cái màu để mình có thể là tham khảo ha à, chẳng hạn như là phiên bản này là phiên bản màu trắng xanh thì ở phiên bản màu trắng xanh này thì nó là cái phiên bản màu theo cái dòng quay thái phiên bản mới các bạn thì thay vì ở phiên bản cũ á, là màu trắng đỏ ở phiên bản mới này thì bên cửa hàng bên mình sẽ đổi theo phong cách là trắng xanh à, cực kỳ đẹp luôn nha các bạn và các bạn mình thích những cái phiên bản màu trắng đỏ hoặc là những phiên bản màu trắng xanh thì cửa hàng bên mình luôn nào cũng có độ đầy đủ hàng để lựa chọn ha ngoài ra thì những cái phiên bản màu zin của 2023 và phiên bản màu zin của 2024 á, thì bên cửa hàng bên mình lúc nào cũng có đầy đủ hàng để các bạn mình có thể đi, có thể là đến cửa hàng để chọn ha thì à, những sẽ chia sẻ về địa chỉ của cửa hàng tí xíu là hết Honda Đức 10 địa chỉ là ấp chào quýt A thì trắng huyện à, Châu Thành thì sóc trăng nhé bạn. Thì đây là phiên bản màu trắng xanh à, cực kỳ đẹp luôn nhé bạn. À, với phiên bản màu trắng này á, thì bình thường các bạn mình cũng đã là rất là ưa chuộng rồi. Thì cửa hàng bên mình, mình sẽ lên phiên bản màu trắng xanh nữa để thêm một cái sự lựa chọn cho các bạn ha. Thì hôm trước cũng đã về rất là nhiều các phiên bản màu trắng xanh này rồi, nhưng mà số lượng cũng không có đủ để quay các bạn mình xem nhiều hơn ha. Thì hôm nay cũng đã về một chiếc à, phiên bản màu này thì số lượng cũng nhận quay một chiếc thôi nhưng mà số lượng về cũng khoảng 4 năm chiếc là cho nên các bạn có nhu cầu thì nhanh chóng đến cửa hàng để có thể là à, chọn em nói nha bạn còn riêng các bạn nào mình có ở vị trí xa hơn nhưng mà mình à, à, muốn giữ hàng lại á, thì có phải là alo cho nhận thì những có thể là giúp các bạn mình giữ hàng lại ha các bạn à, cực kỳ đẹp luôn nha à, bản này là bên cửa hàng mình bên 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 mình độ là theo phong cách của à, bản của 2023 các bạn mình à, thích những phiên bản của 2024 á, thì bên cửa hàng mình mình vẫn hỗ trợ cho các bạn có phiên bản của 2024 luôn nha các bạn rồi ở 2023 thì các bạn thấy nè phục màu bạc nè rồi à, lóc máy màu bạc nè thì hoặc là phục sau phục sau màu bạc đó các bạn hoặc là mặt nạ nè màu trắng là phiên 2023 trắng nguyên con các bạn thích nguyên trắng nguyên con hoặc là trắng đen cũng có ha còn phiên bản thứ hai là phiên bản màu hồng ánh tím ha, màu xám chuyển sắc đó các bạn ở phiên bản màu này thì nó có hai phiên bản chuyển sắc à, giống như nhau phiên bản màu xám hồng chuyển sắc hoặc là phiên bản màu à, xanh chuyển sắc thì ở phiên bản màu này thì nó sẽ thay đổi theo điều kiện ánh sáng Chẳng hạn như là mình đứng những cái góc độ như thế này Hoặc là mình đứng theo những cái góc xéo khác nhau á Thì màu sơn nó sẽ thay đổi Ví dụ như các bạn mình xe mình chạy khu vực ở ngoài ngoài trời nắng á Thì xe mình sẽ ánh hơn và đẹp hơn rất là nhiều nha các bạn Rất là đặc biệt luôn ha Ở phiên bản này thì bên cửa hàng bên mình sẽ độ theo phong cách là quay y Ở phiên bản là yên đỏ chẳng hạn như là yên đỏ, nè, yếm đỏ nè Rất là đẹp luôn ha thì kế tiếp đó là cái phiên bản màu độ mới của cửa hàng bên mình, mình nữa chính là phiên bản màu à, bạc các bạn bạc ở phiên bản cũ của 2021 đó các bạn cũng đã bỏ mẫu thì nó là bạc nâu ở phiên bản màu này thì cửa hàng bên mình, mình sẽ độ lại theo phong cách mới là phiên bản màu đặc màu bạc đen à, rất là đẹp luôn nha các bạn ở phiên bản màu bạc ở phiên bản cũ thì cũng đã bỏ mẫu rồi ha các bạn thì các bạn mình rất là thích những cái phiên bản màu đó thì hiện tại cửa hàng bên mình, mình sẽ làm lại theo những phiên bản màu này theo yêu cầu các bạn nè À, bạc này thì có hai loại để mình lựa chọn ha phiên bản màu bạc này sẽ ngã về màu vàng tí xíu rất là đẹp nha các bạn bạc vàng đồng đó các bạn còn phiên bản có một cái phiên bản màu bạc nó dạng như là bạc nó nó hơi trắng tí xíu nha các bạn Tùy theo sở thích các bạn ha các bạn mình thích những phiên bản nó sáng màu thì chọn phiên bản màu bạc dạng như là ngã về màu trắng còn phiên bản bạc vàng này thì các bạn mình có thể là chọn em nói ha Ở những các bạn mình chọn những phiên bản theo màu phong thủy thì có thể là chọn những phiên bản màu này thì rất là thích hợp nha các bạn về giá cả của dòng xe phu chờ ở thời điểm hiện tại á, thì giá hôm nay nó chỉ từ là 35 triệu 500 ngàn thôi nha các bạn Thì khi mua xe ở thời điểm hiện tại á, có là có rất là nhiều chương trình khuyến mãi để các bạn mình có thể là à, lựa chọn Chẳng hạn như là chương trình trả chương trình trả góp à, lãi suất 0.79% hoặc là chương trình trả góp à, 0% lãi suất Hoặc là chương trình à, hỗ trợ chiếc bạ 500 ngàn nè thì với chương trình hỗ trợ chiếc bạ này thì các bạn mình sẽ được đến ngay cửa hàng thì sẽ được áp dụng ngay luôn ha hỗ trợ 500 ngàn còn riêng các bạn nào đã từng mua xe tại cửa hàng Honda Hồng Đức á, thì mình sẽ được cấp thẻ VIP thì khi mua xe thì các bạn mình sẽ được giảm giá à, tùy theo số lần mình mua xe các bạn có thể là giảm giá lên đến là 400 ngàn cũng có luôn nha các bạn hoặc là các bạn mình có thẻ có phiếu sinh nhật của người thân mình đã từng mua rồi á thì mình sẽ được giảm giá thêm nữa có rất là nhiều chương trình khuyến mãi để hỗ trợ cho các bạn ha mình có nhu cầu thì alo cho nhật nha rồi, thì kế tiếp là một cái chương trình là hỗ trợ dành cho các bạn mình có nhu cầu mình đổi xe thì với chương trình này á, thì các bạn mình có thể là có một dòng xe à, đời cũ mình không sử dụng chẳng hạn như lúc trước mình chạy xe 50 chẳng hạn, à, thì bây giờ thì mình có thể là mình đổi qua một dòng xe nó mạnh mẽ hơn, tiết kiệm xăng hơn. Thì với chương trình này á, thì cửa hàng sẽ hỗ trợ cho các bạn đổi xe, thì các bạn mình sẽ được hỗ trợ trả góp trăm lãi suất nếu mình mua trả góp. Còn kiên các bạn là mình mua tiền mặt á thì à, cửa hàng sẽ hỗ trợ cho các bạn thêm một triệu đồng à, trừ thẳng trên giá nữa nha các bạn và hiện tại á thì đối với các bạn nữ đang đứng tên tại cửa hàng bên mình luôn khi mua xe tại cửa hàng bên mình á thì cửa hàng sẽ tặng cho các bạn một cái voucher mua phụ kiện à, lên đến là một triệu đồng nha các bạn à, rất là tốt cho các bạn luôn ha thì à, chương trình này á, thì duy nhất tại cửa hàng Honda Hồng Đức mới có nha các bạn thì cụ thể hơn là Hồng Đức 10 các bạn mình có thể đến ngay cửa hàng Honda Hồng Đức 10 để hưởng chương trình này nhé bạn nữ đứng tên thì chắc chắn sẽ được hưởng là một triệu đồng để mình gắn phụ kiện thì chương trình nó nó sẽ kết thúc vào ngày 10 tây ha mình có nhu cầu thì nhanh chân đến cửa hàng nha bạn rồi thì kế tiếp là dành cho các bạn mình có nhu cầu mình mua trả góp và mình không có đổi xe thì cửa hàng sẽ hỗ trợ cho các bạn một cái lãi suất rất là ưu đãi chỉ là 0.79% thôi có nghĩa là nó chưa được một phần trăm thì các bạn mình hay gọi là một, nó một một like á, thì chưa được một like nữa và cửa hàng sẽ hỗ trợ giao luôn cào gốc cào gốc cho các bạn luôn ha như các bạn đã biết á, thì mình mua xe trước giờ ở những cửa hàng nhỏ lẻ bên ngoài thì chỉ giao cho các bạn là cào bẹp photo thôi khi mình trả xong thì mới được nhận cào bạc gốc thì thời gian thời gian cũng khá lâu nữa thì hiện tại thì đối với chương trình này thì các bạn mình đến ngay cửa hàng Honda nước 10 sẽ được hưởng chương trình trả góp lãi suất 0.79% các bạn mình chỉ cần, chỉ cần trả trước là khoảng 20% là được nhé bạn thì với 20% đó thì tương đương khoảng 7 triệu ngoài thôi mình sẽ được trả góp lãi suất 0.79% và nhận luôn cào bạc gốc nha các bạn chương trình khuyến mãi rất là ưu đãi rất là tốt à, sau tết thì các bạn mình có thể là chọn ngay chương trình này các bạn và cái phần cuối cùng á, là cái phần là lên hồ sơ tại nhà đó các bạn hiện tại thì cửa hàng minh Nhưỡng thì có chương trình là chết hồ sơ cho mình tại nhà thì rất là rất là đơn giản nếu các bạn mình ở xa hơn hoặc là mình phân vân vấn đề là mình lên hồ sơ được hay không á thì cứ chỉ cần là gửi căn cước à, căn công dân cho nhận xem ha thì à, qua đó thì nhận sẽ kiểm tra được cái hồ sơ của mình lên hồ sơ có hợp lệ hay không thì khi à, mình hồ sơ mình đã đã được rồi mình ra cửa hàng để mình tranh thủ mình lên hồ sơ nó sẽ dễ việc hơn hoặc là à, mình sẽ kiểm tra được nha các bạn. Rồi cái phần cuối cùng á là cái phần giao xe tận nhà. Thì với chương trình này á thì các bạn mình uh, mua xe tiền mặt á sẽ được nhân viên bên mình hỗ trợ giao xe tới nhà luôn và chi phí á là hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Các bạn mình không có tốn phí nào cả, sẽ được nhân viên bên mình hỗ trợ giao xe tới tới nhà luôn và công việc còn lại á, thì sẽ được nhân viên mình à, tư vấn về phần là làm giấy tờ ra biển số như thế nào thủ tục như thế nào đó thì theo những được biết á, thì khi các bạn mua xe khi mua xe á, thì các bạn mình gửi dịch vụ bên làm á, thì ở những cửa hàng khác á, thì dịch vụ nó tầm khoảng cỡ vài trăm ngàn đến triệu đồng rất là cao luôn nha các bạn còn khi các bạn mua xe tại cửa hàng Minh Nhượng thì thứ nhất á, nếu các bạn mình chọn hình thức gửi dịch vụ làm á, thì chi phí rất là rẻ thứ hai á, các bạn mình tự làm thì các bạn mình chỉ cần đóng chức bạ xong rồi gửi gửi cái bản chức bạ cho cửa hàng á thì các bạn mình sẽ được hỗ trợ đăng ký dịch vụ công hoàn toàn miễn phí ha các bạn mình có nhu cầu thì đến ngay cửa hàng hết thon đức 10 địa chỉ ấp cho út a thị trấn châu thành huyện châu thành tỉnh sóc trăng rồi xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip ạ à.